Xin chào anh chị mọi người, chúng ta đang theo dõi chuỗi series phân tích doanh nghiệp cùng Stockfarmer Group. Lại là Linh và Huy đây. Thì Huy ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về một cái doanh nghiệp mà mình nghĩ là rất nhiều fan của doanh nghiệp này ức chế trong thời gian vừa qua ấy. Trong khi mà VN Index thì liên tục phá đỉnh ấy, thì cổ phiếu này liên tục giò đáy. Và không ai khác, đó chính là doanh nghiệp Vinamilk. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua về bối cảnh ngành sữa ở Việt Nam hiện tại. Chúng ta đã biết là 2 năm vừa rồi dịch Covid khiến mọi người rất là vất vả đúng không? Thay vì đó nên là mọi người đã cắt giảm chi tiêu. Vì vậy nên là cái sự tiêu dùng cho mọi thứ nó đều giảm xuống. Tuy nhiên ngành sữa chỉ giảm 4%. Mình nghĩ đây là cái mức giảm cũng khá là ít. Đó. Và theo dữ liệu của Nielsen ấy, thì tiêu thụ sữa vẫn chiếm 12% trong tiêu dùng nhanh. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy là sữa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Về thị phần sữa ở Việt Nam hiện tại, theo thống kê của Euromonitor năm 2020 ấy, thì chúng ta có 7 doanh nghiệp sữa lớn. Đứng đầu là Vinamilk, tiếp theo nữa là Freeland Campina, hay chúng ta quen thuộc với sản phẩm là Dutch Lady. Doanh nghiệp lớn thứ ba đó là TH Chumilk, trong đó thì Vinamilk có thị phần lớn nhất là 43,3%. Đặc biệt là ở một số phân khúc, Vinamilk chiếm thị phần rất lớn như là sữa đặc, chiếm 80%. Ngay kể cả bản thân mình đúng không, từ nhỏ giờ thì Linh cũng chỉ ăn cái sản phẩm sữa đặc của Vinamilk, chứ rất ít khi mà mình mua các sản phẩm khác. Và thêm một cái khảo sát thực tế từ hành vi người tiêu dùng do Bean Survey thực hiện tháng 11 năm 2020 ấy, với 399 người thì 100% người được hỏi, họ nói rằng là đã sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong 3 tháng qua. Trong đó là có 64% sử dụng sữa hàng ngày và 56% ấy là sử dụng sữa thỉnh thoảng. Đặc biệt là chúng ta khi mà ở giữa đại dịch như thế này ấy, thì mình sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe đúng không? Và sữa được coi là một cái sản phẩm tốt cho hệ miễn dịch. Vậy thì không biết là thị trường sữa còn nhiều tiềm năng tăng trưởng không Huy? Thì như Linh nói thì cái thị trường sữa của Việt Nam nó cũng có một sự phân hóa mạnh, và cũng theo như cái dữ liệu mà Huy thu thập được từ Euromonitor Data thì chúng ta thấy được là cái tỷ lệ tiêu thụ sữa của người Việt Nam nó nằm ở khoảng 21,8 kg trên một người trên một năm. Đây là cái số liệu vào năm 2019, thì nó thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình của các quốc gia thuộc khu vực châu Á. Thì điều này chúng ta thấy là cái thị trường tiêu thụ sữa nó vẫn còn những cái tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là khi chúng ta thấy được là Việt Nam nó có một cái kết cấu dân số trẻ và cái mức thu nhập bình quân đầu người nó cũng đang dần được cải thiện. Thì các cái dự báo mà được các tổ chức đưa ra thì cái mức doanh thu của ngành sữa nó sẽ duy trì ở mức tầm khoảng 7-8% trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2025. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta nói về bức tranh của ngành sữa trong giai đoạn hiện tại thì không thể không nói đến những cái tác động mà dịch Covid nó đã mang lại cho ngành sữa. Thì chúng ta thấy được là rõ ràng dịch Covid-19 nó đã khiến cho cái hoạt động kinh doanh buôn bán sữa tại các kênh phân phối trực tuyến nó bị sụt giảm nghiêm trọng, bởi vì các cái nhà hàng này, quán ăn hay là trường học, nơi mà có một lượng cầu tiêu thụ sữa rất lớn, nó bị đóng cửa. Mặc dù là chúng ta thấy là cái nhu cầu tiêu dùng sữa tại nhà nó cũng tăng, nhưng mà theo cái nghiên cứu Huy thì cái lượng tăng này nó không có đáp ứng được, nó không bù đắp được cái sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ đó. Và đặc biệt sữa là một mặt hàng tiêu dùng, mà nó là tiêu dùng nhưng mà nó được xếp vào hàng tiêu dùng không thiết yếu. Và chúng ta thấy được là gì, là có khoảng 32,1 triệu người theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê thì có khoảng 32,1 triệu người chịu tác động tiêu cực từ cái dịch bệnh Covid-19, khiến thu nhập của họ bị sụt giảm. Và khi thu nhập sụt giảm thì rõ ràng họ có thể cắt giảm chi tiêu và giảm bớt các cái việc mà họ lựa chọn tiêu dùng sữa. Tuy nhiên thì một cái tác động mà tích cực, một mặt tích cực mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây là gì? Khi mà dịch bệnh tới thì con người họ có nhu cầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Và khi họ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn thì họ có một cái quyết định là họ sẽ lựa chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là các sản phẩm dinh dưỡng, và sữa là một trong số đó. Thì đó là một cái tác động mà Huy thấy được là từ cái dịch bệnh, và cái bối cảnh và cái tiềm năng tăng trưởng của ngành sữa như Huy đã nói thì vẫn còn tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại nó chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Còn ngoài ra thì trong
năm 2020 vừa rồi thì chúng ta cũng có ký EVFTA, thì Linh có thấy được là cái hiệp định này nó đã tác động như thế nào đến ngành sữa ở Việt Nam hay không? À, nói qua một chút là với trong cái hiệp định EVFTA này ấy, thì Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho những cái sản phẩm từ châu Âu ấy, từ 3,5% xuống còn 0%. Điều này thì Linh thấy nó sẽ có hai tác động. Đầu tiên nó sẽ là tiêu cực trước. Khi mà giảm thuế như vậy thì các cái sản phẩm mà nước ngoài ấy, các cái sản phẩm ngoại thì nó sẽ tràn lan về Việt Nam, đồng nghĩa là các cái doanh nghiệp nội của chúng ta là sẽ bị cạnh tranh đó. Nhưng mà ngoài như vậy thì chúng ta cũng thấy thêm một cái điểm tích cực nữa, đó là những cái doanh nghiệp nội ấy mà sử dụng những cái nguyên liệu xuất khẩu nhiều ấy thì biên lợi nhuận của những doanh nghiệp này sẽ gia tăng, tại vì căn bản là giá vốn của mình giảm xuống mà. Đấy, thì chút nữa chúng ta sẽ phân tích xem là Vinamilk có cái nguyên liệu đầu vào là nội địa hay là nhập khẩu nhiều hơn, thì chúng ta sẽ biết ngay được là Vinamilk có được hưởng lợi từ cái hiệp định thương mại này hay không. Cảm ơn Linh về những cái chia sẻ bổ ích, và rõ ràng chúng ta thấy được là khi mà chúng ta quan sát ngành sữa thì không những chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh hiện tại mà chúng ta còn phải xem xét thêm các cái hiệp định thương mại, vì cái thị trường sữa không chỉ là nó thu gọn tóm gọn trong một quốc gia mà nó còn phải chịu tác động bởi những yếu tố bên ngoài, và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà ngành sữa Việt Nam nó cũng còn phụ thuộc vào một lượng lớn cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước châu Âu. Vậy thì Vinamilk thì sao Linh? Linh nhìn nhận đây là một doanh nghiệp như thế nào? Ok, thì mình sẽ nói một chút qua về tổng quan của Vinamilk để cho mọi người cùng được biết nhé. Thì như vừa nãy cái phần phân tích ngành thì Linh có nói là Vinamilk có một cái thị phần lớn nhất Việt Nam với hơn 45% thị phần. Thì đặc biệt là Vinamilk tham gia đầy đủ các cái chuỗi giá trị từ chăn nuôi này, sản xuất này, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Về cơ cấu doanh thu của Vinamilk ấy, thì 90.7% là Vinamilk có cái doanh thu từ nội địa, và còn lại là 9.3% đến từ xuất khẩu sang 55 quốc gia. Về cái năng lực sản xuất ấy, thì Vinamilk có 13 trang trại, 13 nhà máy, đem ra công suất là 5,1 triệu lít sữa một ngày. Còn về năng lực phân phối ấy, thì Vinamilk có cái mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước với hơn 200 nhà phân phối lớn, 240.000 cửa hàng. Còn đó là Linh nói sơ qua về tổng quan của Vinamilk nhá hàng một chút ha. Còn bây giờ mời Huy phân tích về cái kết quả hay là lợi nhuận kinh doanh mà Vinamilk đã đạt được trong 9 tháng vừa qua. Rõ ràng như Linh đã nói thì với một cái vị thế dẫn đầu về thị phần cũng như là cái khả năng năng lực sản xuất với 5,1 triệu lít sữa mỗi ngày, thì chúng ta cùng xem qua cái báo cáo tài chính cũng như là cái kết quả kinh doanh để xem xét được là cái doanh nghiệp này nó làm ăn có tốt hay không, và những cái điểm nhấn chính trong kết quả kinh doanh và cấu trúc vốn hoặc là cái dòng tiền của nó là gì. Thì có nhiều cùng lướt sơ qua báo cáo tài chính thì chúng ta thấy được cái những điểm chính sau đây, chúng ta chỉ tóm gọn thôi, chúng ta sẽ không đi quá nhiều vào cái báo cáo tài chính vì đây là một doanh nghiệp mà theo tôi đánh giá là cái báo cáo tài chính nó cũng khá là lành mạnh và không có quá nhiều cái sự biến động trong cái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy được là gì, thì những cái điểm nhấn chính khi chúng ta nhìn qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, thì qua 9 tháng đầu năm thì cái doanh thu lũy kế của doanh nghiệp nó đã đạt được là mức 45.178 tỷ đồng, và doanh nghiệp đã hoàn thành 73% kế hoạch về doanh thu, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 8.420 tỷ đồng, và nó đã hoàn thành được 75% kế hoạch năm về lợi nhuận. Thì hai động lực mà chúng ta cần chú ý khi mà nhìn vào Vinamilk đó là doanh thu từ nội địa, như Linh đã nói phần trước thì doanh thu nội địa chiếm một phần lớn trong cơ cấu doanh thu. Thì chúng ta thấy ở thời điểm hiện tại thì doanh thu nội địa đã bắt đầu khôi phục trở lại sau khi các lệnh giãn cách chúng ta được nới lỏng các cái lệnh giãn cách. Thì chúng ta thấy được là cái kênh hiện đại và số cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt á, nó đã ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số để bù đắp cho cái kênh truyền thống ảnh hưởng của cái việc mà giãn cách xã hội, và cái nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ sữa nó cũng đã bắt đầu là tăng trở lại khi mà học sinh bắt đầu đến trường, và các cái sản phẩm mà Vinamilk chú trọng đến là các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và được người tiêu dùng chú trọng hơn. Khi mà cái xu hướng chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm. Đó là về nội địa. Còn về xuất khẩu thì chúng ta thấy là trong quý 3 năm 2021 thì cái doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp cũng đã ghi nhận được một cái mức tăng trưởng khá là lớn. Nó ghi nhận được mức doanh thu là 1.556 tỷ đồng như chúng ta thấy trên báo cáo tài chính. Thì tương đương với mức của năm trước. Thì chúng ta thấy là bên cạnh cái thị trường xuất khẩu chính là thị trường Trung Đông đóng vai trò chủ chốt trong cơ cấu doanh thu, thì Vinamilk nó vẫn tập trung phát triển thêm những cái thị trường châu Á và châu Phi. Về cái khả năng sinh lợi của doanh nghiệp thì theo chúng tôi quan sát thì khả năng sinh lợi của doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định
Tuy nhiên nó không có nhiều sự đột biến. Và cái khả năng sinh lợi của doanh nghiệp chúng ta nói đến ở đây là gì? Nó đến biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng. Thì biên lợi nhuận gộp nó bị ảnh hưởng nhiều bởi giá vốn, và chúng ta thấy là gì? Cơ cấu đầu vào nguyên liệu của Vinamilk nó có 30% sữa tươi nội địa và 70% sữa bột nhập khẩu. Ở đây chúng ta thấy là cái giá nguyên liệu đầu vào nó đã có một sự ghi nhận tăng trong từ tháng 8. Thì ở đây thì chúng ta thấy là giá sữa béo, sữa gầy, như quý anh chị theo dõi trên màn hình chúng ta thấy được là giá sữa béo, sữa gầy và giá sữa nguyên liệu nó có một xu hướng tăng kể từ tháng 8 và nó được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2022. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp khi mà cái nguyên liệu nhập khẩu nó chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vốn của doanh nghiệp. Mặc dù là doanh thu là đã ghi nhận mức tăng 4%, tuy nhiên thì lợi nhuận gộp của doanh nghiệp là vẫn giảm 4% so với cùng kỳ do giá nguyên liệu tăng cao. Về nói về chi phí đi, thì đây là một doanh nghiệp mà theo Huy thấy được á, là về quan điểm cá nhân thì doanh nghiệp này quản lý chi phí khá là tốt, và cái tỷ trọng các nhóm chi phí trên doanh thu được doanh nghiệp duy trì quanh một cái mức khá là ổn định, như chúng ta thấy một cái biểu đồ ở trên màn hình. Thì chi phí được duy trì bởi cái tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thì ghi nhận quanh mức 70%, còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt được dao động quanh mức 20% và mức 1%. Thì có thể nói là doanh nghiệp này quản lý chi phí khá là chặt chẽ. Về cơ cấu tài sản thì cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thì được doanh nghiệp cũng duy trì một cách khá là ổn định. Và nếu đánh giá về cơ cấu tài sản thì doanh nghiệp này duy trì một cơ cấu tài sản theo ý thấy là khá là hợp lý và phù hợp với cái quy trình sản xuất và đặc thù kinh doanh ngành của doanh nghiệp. Còn về dòng tiền thì bản thân quý anh chị cũng đã thấy được là Vinamilk nó ghi nhận một cái sự tăng trưởng doanh thu khá là đều đặn. Do đó thì cái dòng tiền của doanh nghiệp nó không có một sự biến động nhiều. Dòng tiền hoạt động kinh doanh thì luôn luôn ghi nhận dương, trong khi là dòng tiền từ hoạt động tài chính âm chủ yếu là do việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Và chúng ta thấy được là gì? Cái CFO của Quốc Nam nó duy trì một cách là khá ổn định. Tuy nhiên là trong năm 2020 nó vẫn có một sự sụt giảm nhẹ. Nó phản ánh được cái sự sụt giảm doanh thu đến từ những tác động tiêu cực của dịch bệnh. Đó là những cái mà về đặc điểm tài chính của Vinamilk mà theo cá nhân Huy nghĩ là chúng ta cần nắm để đưa ra những cái quyết định trước khi đưa ra những cái quyết định mà lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp này. Thì trên đây là những cái về tổng quan doanh nghiệp, về đặc điểm, về kinh doanh, về tài chính. Thì tiếp theo đây thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về những cái luận điểm đầu tư mà khi chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư vào Vinamilk thì chúng ta quan tâm đến cái luận điểm đầu tư. Thì luận điểm đầu tư ở đây thì Huy có một số cái luận điểm đầu tư gửi đến quý anh chị. Thì chúng ta thấy được cái luận điểm đầu tư thứ nhất mà chúng ta nói đến ở đây đó là cái vị thế doanh nghiệp đầu ngành. Rõ ràng như Linh nói lúc nãy thì Vinamilk là một doanh nghiệp đầu ngành, đứng đầu ngành sữa với chiếm thị phần là 45%. Cái luận điểm thứ hai là trong năm 2020 chúng ta chú ý là Vinamilk đã thực hiện một cái thương vụ M&A với Mộc Châu Milk, và đây là một cái doanh nghiệp sữa mà hoạt động tại khu vực miền Bắc. Thì nói sơ qua về Mộc Châu Milk, về kết quả kinh doanh thì chúng ta có thể theo dõi thấy thì doanh nghiệp này trong quý 3 đã ghi nhận một cái kết quả kinh doanh tốt với mức doanh thu thuần đạt 795,44 tỷ đồng ha. Và mức doanh thu của Mộc Châu Milk thì theo đánh giá cũng khá là tốt, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh thì doanh nghiệp vẫn ghi nhận một cái sự tăng trưởng doanh thu. Và thị phần của Mộc Châu Milk khi sáp nhập với Vinamilk thì vô hình nó tạo ra một cái lợi thế cho doanh nghiệp, đó chính là cái thứ nhất là Vinamilk sẽ được thừa hưởng cái thị phần của Mộc Châu Milk, đồng thời Mộc Châu Milk cũng có thể tận dụng được cái kênh phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành của Vinamilk để tạo ra một cái tiềm năng tăng trưởng lớn khi mà doanh nghiệp này tận dụng cái kênh phân phối của Vinamilk để đánh chiếm thị phần các khu vực khác. Thì rõ ràng đây là một cái thương vụ mà Huy thấy là cũng khá là có lợi cho cả hai bên. Cái luận điểm thứ hai khi nói về Vinamilk thì chúng ta vẫn kỳ vọng được là vào quý 4 khi cái hoạt động kinh doanh nó bắt đầu trở lại và cái hoạt động nới lỏng giãn cách được ủng hộ bởi việc là nới lỏng giãn cách xã hội thì cái nhu cầu tiêu dùng nó lại tăng lên trở lại, và cái kết quả kinh doanh quý 4 chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được một sự tích cực và Vinamilk vẫn có thể đạt được cái kế hoạch năm mà doanh nghiệp đã đề ra trước đó. Vì trong 9 tháng đầu năm doanh nghiệp đã rõ ràng doanh nghiệp đã hoàn thành trên 70% kế hoạch rồi. Vì thì khi mà các cái điều kiện
nó ủng hộ cho việc hoạt động kinh doanh thì không có lý nào doanh nghiệp lại không có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh được. Và cái ý tiếp theo thì theo Linh thấy thì những cái luận điểm của Huy đưa ra như vậy thì Linh có bổ sung điểm nào không? Về thị trường nước ngoài thì sao? Linh thấy sao? Huy ơi, tức nghĩa là ngoài Huy vừa nói về thị trường nội địa đúng không? Còn về thị trường nước ngoài thì Linh thấy có một thêm một chút những cái điểm sáng ấy. Đó là nhà máy Brickgood của Vinamilk, là tức nghĩa là nhà máy sản xuất sữa của Vinamilk tại Mỹ, và nhà máy Ankomil của Vinamilk tại Campuchia ấy, thì cũng đã có cái sự tăng trưởng trong doanh thu đều trên 20%, được hưởng lợi là do cái việc là các trường học được mở lại và cũng như là chúng ta nước ngoài kiểm soát được dịch bệnh. Đó. Và thêm một điểm nữa ấy, đó là Vinamilk đang đẩy mạnh xuất khẩu. Bây giờ hiện tại ấy, thị trường Trung Đông đang là cái thị trường mà chiếm doanh thu chủ yếu của Vinamilk, nhưng mà Vinamilk cũng đang đẩy mạnh thêm cả thị trường châu Á và châu Phi nữa. Đó là về thị trường nước ngoài. Còn thêm một cái điểm mà Linh thấy là điểm sáng khác biệt ấy, ở trong cái kinh doanh của Vinamilk, đó là Vinamilk từ năm sau sẽ có cái nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu sữa tươi organic đến từ nhà máy của Lào. Đó, thì trong cái tổ hợp trang trại bò sữa Lào Dốc Co ấy, thì trang trại đầu tiên đã được xây dựng rồi. Đó, và dự kiến là trong quý 1 năm 2022 này thì trang trại này bắt đầu là sản xuất được sữa. Và cái trang trại này cũng đã được cung cấp cũng đã được cấp chứng nhận là organic tiêu chuẩn châu Âu và châu Mỹ rồi. Đó. Và Linh thấy có hai cái điểm gọi là khác biệt trong cái kinh doanh của Vinamilk như vậy. Nhưng mà nếu mà đầu tư vào Vinamilk thì có rủi ro gì không Huy? Rõ ràng chúng ta thấy là vẫn còn tồn tại khá nhiều cái rủi ro, mà hai cái rủi ro mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây, đó là cái rủi ro thứ nhất là rủi ro từ biến chủng Omicron. Thì chúng ta thấy là sau khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên khi nhập cảnh vào Hà Nội á, thì rõ ràng chúng ta vẫn phải sẵn sàng một cái tâm thế là chúng ta phải đối diện với biến chủng này một lần nữa, và có nguy cơ chúng ta vẫn phải giãn cách xã hội hay là thực hiện một số biện pháp nào đó, và nó có thể gây ảnh hưởng đến cái việc tiêu dùng của người dân bởi các kênh mua hàng truyền thống. Và rõ ràng thì các kênh mua hàng truyền thống thì vẫn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong cái hệ thống kênh phân phối của Vinamilk, thì đây cũng có thể là một cái rủi ro mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và như Huy đã nói ở phần trước thì có 70% nguyên liệu đầu vào của Vinamilk nó được nhập khẩu từ nước ngoài, và khi mà cái giá nguyên liệu như là sữa bột, sữa gà, sữa béo nó được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2022, thì chúng ta thấy đây là một cái yếu tố nó khá là tiêu cực, nó ảnh hưởng đến cái biên lợi nhuận, trong khi là giá bán của doanh nghiệp nó không thay đổi, không tăng lên, mà giá nguyên liệu đầu vào nó tăng lên thì cái biên lợi nhuận của rõ ràng nó sẽ bị sụt giảm. Đúng rồi, đó là hai cái rủi ro chính mà Huy nhìn thấy được. Thì vậy thì với những cái rủi ro và những cái luận điểm đầu tư như trên thì thị trường họ nghĩ như thế nào về Vinamilk, thì Linh có thể chia sẻ những góc nhìn cho quý vị đầu tư thấy được thì hiện tại thì trên thị trường Vinamilk nó có những thông tin gì và thị trường họ đang nghĩ sao về Vinamilk. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ thuật để xem là dòng tiền trên thị trường có đang đón nhận Vinamilk không nhé. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng xem về chart tuần trước. Mình tắt bớt chỉ báo đi, nhìn cho nó đơn giản. Nếu mà để nhìn về chart của Vinamilk thì Linh chỉ có một câu là cạn lời Huy ạ. Vì thực sự là cái giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến giờ là cái giai đoạn tăng mạnh nhất của VN-Index. VN-Index tiếp tục là tìm đỉnh thì Vinamilk lại giảm và tiếp tục phá đáy như thế này. Nếu mà không có Vinamilk thì chắc là thị trường của chúng ta không dừng lại 1.500 đâu, mà có thể dừng lại một con số rất là lớn khác. Phải nói là Vinamilk hơi bị phá đám ha. Trong khi các cổ phiếu thì đang cố gắng là gồng gánh giúp VN-Index lên thì Vinamilk thì lại giảm rất là mạnh như thế này. Cổ đông của Vinamilk buồn lắm đấy. Về kỹ thuật đấy thì chúng ta thấy này, cái đường MACD tuần vẫn còn đang nằm dưới ở cái mức 0 như thế này, thì Vinamilk vẫn còn rất là vất vả. Khi nào mà hai cái đường này ấy, bắt đầu lên cái mức trên 0 này thì mới có thể hy vọng được là Vinamilk có một cái nhịp hồi mới. Đây, chúng ta thấy này. Nhưng mà cũng nhìn thêm một số những cái điểm tích cực thì mình thấy là mặc dù giảm như vậy nhưng mà cái thanh khoản cũng rất là nhiều đây, chứng tỏ là dòng tiền cũng đã vào để bắt đáy. Đó, thanh khoản chỗ này trong cái giai đoạn này thì cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2019 và 2020. Đó, mình chỉ thấy nhìn cái điểm sáng duy nhất là như vậy thôi.
Và thêm cái nữa là cái Bollinger-Bandt tuần đang bó hẹp lại rồi. Tức nghĩa là thể hiện được xu hướng của Vinamilk là đang sideways đi ngang. Kỳ vọng là vậy ha. Chứ còn nếu mà giảm nữa thì VN Index sẽ bị Vinamilk kéo xuống rất là nhiều. Đó. Nếu mà đi theo kịch bản tốt ấy, mà Vinamilk sẽ sideways ở trong cái vùng này thì nó sẽ đi trong khoảng là biên trên và biên dưới. Thì nếu mà cứ xuống vùng 83, 84 lại lên cao nhất được cái vùng là 91, sau đó thì lại giảm xuống. Đó, đi nhanh qua cái Bollinger Band này thôi. Đó là kịch bản đẹp nhất mà mình nghĩ cho Vinamilk ha. Còn khi mà một cổ phiếu đã giảm trong một thời gian khá là dài ấy, thì để mà lên được ấy, thì tích lũy phải ít nhất là từ 1 đến 2 năm thì mới có thể lên lại được. Nên là chúng ta kỳ vọng Vinamilk vùng này là sideways hoặc là hồi phục một chút thôi ha. Tiếp theo, nhìn về chart ngày. Về chart ngày thì còn cạn lời hơn nữa. Tại vì khi mà nhìn chart tuần ấy, chúng ta chỉ thấy là xu hướng đi ngang thôi. Còn khi mà nhìn chart ngày, chúng ta thấy là cái xu hướng là downtrend rõ ràng ấy. Tại vì sao? Vì những cái đường EMA dài nó đang nằm trên EMA ngắn, là thể hiện là xu hướng đang giảm rất là rõ ràng rồi. Và cái thứ hai nữa là mọi người để ý này, Vinamilk có cái đường kháng cự là đường EMA 20. Đó, Huy để ý không? Cứ mỗi lần mà đụng vào cái đường EMA 20 này ấy, thì Vinamilk lại giảm xuống. Đó, tại vì đang trong xu hướng giảm mà. Vậy thì lúc nào ấy, khi mà Vinamilk vượt được khỏi MA 20 này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ có một cái hồi phục nhỏ nhỏ ở đây để cho các anh chị Vinamilk cổ đông đỡ buồn ha. Còn mình thấy này, thực sự ấy, nếu mà những người mà thuần về phân tích kỹ thuật, mà thuần kiểu dạng như là thích lướt sóng ấy, thì sẽ không bao giờ chọn Vinamilk. Chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà có mua ấy, thì cái lý do mình chỉ tìm thấy là một cái lý do lớn nhất ấy, đó là Vinamilk đang ở cái vùng đáy từ tháng 5 2021 đến giờ. Đây, cái vùng đáy của chúng ta đây. Thì mua vì là lý do là Vinamilk đã giảm nhiều quá và chúng ta kỳ vọng là Vinamilk có thể là tăng từ cái vùng này. Và chắc chắn khi mà đầu tư vào Vinamilk thì chúng ta không thể nào mà kỳ vọng là X2, X3 như những cái cổ phiếu khác được, mà chỉ kỳ vọng là tầm khoảng 15-20% là cao lắm rồi. Đó. Nên là những cái anh chị nào mà thuần lướt sóng thì chắc có lẽ là mình cũng không chọn cổ phiếu này đâu. Dành cho những anh chị nào mà thích là ôi bây giờ có số tiền nhàn rỗi thì mình sẽ mua cổ phiếu này và kỳ vọng là lời hồi phục từ vùng đáy là từ 15-20% thôi nhé. Cảm ơn những cái chia sẻ về phân tích kỹ thuật của Linh. Và cũng theo như cái quan điểm và theo như Linh nói thì rõ ràng chúng ta thấy được là Vinamilk nó có một cái chart là nó không được đẹp. Và rõ ràng thì ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có thể kỳ vọng vào việc là chúng ta bắt đáy và cái mức lời của nó vẫn không cao. Thì theo cá nhân Huy thì Huy cũng nhìn thấy điều đó và Huy đồng tình. Đồng thời Huy cũng có bổ sung một tí là rõ ràng thì với một cái doanh nghiệp mà quý anh chị khi lựa chọn để mua cổ phiếu của nó thì quý anh chị phải hiểu câu chuyện. Và với Vinamilk thì như những cái điều mà Huy và Linh đã nói lúc nãy thì câu chuyện của ngành sữa vẫn còn tiềm năng tăng trưởng và cái nhu cầu tiêu dùng sữa nó vẫn có khả năng hồi phục trong quý tư. Tuy nhiên chúng ta nhìn về Vinamilk, chúng ta thấy được là cái quy mô của doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần và chúng ta có thể nhận ra được là cái quy mô của doanh nghiệp, chúng ta đặt ra dấu hỏi chấm là trong khoảng một năm lại đây, doanh nghiệp không xây dựng nhà máy mới, không có những chiến dịch truyền thông mới, không có quá nhiều những cái thông tin đình đám, thì cái câu chuyện của doanh nghiệp tiếp theo nó sẽ là gì? Một cái bức tranh của doanh nghiệp nó khá là mờ nhạt. Đồng thời khi chúng ta nhìn về cái tốc độ tăng trưởng kinh doanh thì chúng ta nhìn là khoảng 4 năm trở lại đây thì tốc độ tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp dao động quanh mức 6-7%, thì nhiều quý nhà đầu tư trên thị trường họ hỏi là đây có phải là mức cao hay không, và liệu rằng chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta có nên đầu tư vào một doanh nghiệp mà khi giá của tốc độ tăng trưởng doanh thu nó chỉ ở mức 6-7% hay là không. Và cái thứ hai nữa chúng ta thấy ở đây là gì? Vinamilk nó có hơn 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá trên thị trường của nó là 85.000 ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi làm video là 85.000 một cổ phiếu và muốn giá nó lên thì chúng ta cần phải một cái lượng cầu khá là lớn theo bản thân Huy đánh giá. Và cái thứ hai nữa là cái dòng tiền vào thị trường ở thời điểm hiện tại khi các yếu tố vĩ mô nó đã ủng hộ những ngành khác như điện, nước, xây dựng thì chúng ta thấy rõ ràng những nhà đầu tư họ sẽ không còn mặn mà với một doanh nghiệp tiêu dùng, mà đặc biệt là hàng tiêu dùng này thì đây không phải là hàng tiêu dùng thiết yếu. Thì cái
cái việc mà các nhà đầu tư họ lựa chọn đầu tư vào những ngành khác, những cổ phiếu khác có câu chuyện tăng trưởng rõ nét thì đây là chuyện khá là hợp lý và rõ ràng. Chúng ta cần phải vẽ nên một bức tranh về doanh nghiệp rõ nét hơn. Đối với Vinamilk thì ở hiện tại Huy chưa thấy được cái điều đó. Từ ban lãnh đạo công ty hoặc là từ những cái thông tin trên thị trường, chúng ta chưa thấy được một bức tranh tăng trưởng rõ nét cũng như là một cái câu chuyện mà nó đủ sức hấp dẫn, đủ sức thu hút các nhà đầu tư để họ xuống tiền. Vậy nên thì khi chúng ta nhìn thấy những cái thông tin cơ bản, mặc dù nó khá là tốt, mặc dù nó khá là có triển vọng, tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhìn vào bức tranh doanh nghiệp nó đang đứng ở đâu và thị phần của nó ở hiện tại. Mặc dù là đứng đầu nhưng nó vẫn đối mặt với sự cạnh tranh của những hãng sữa lớn, đặc biệt là các ông lớn như Nestle hay là True Happiness, sữa TH Lumil và Freeland Cabina. Họ cũng là một doanh nghiệp đã cắm rễ sâu vào thị trường Việt Nam. Và đối với thị trường quốc tế thì Huy nhìn thấy được những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt phải. Đó chính là những cái doanh nghiệp đa quốc gia, họ cũng đang đẩy mạnh thị phần tại các nước thuộc khu vực châu Á. Đồng thời là tại bản địa những cái quốc gia đó thì chúng ta thấy được là gì? Ở quốc gia đó họ vẫn có những doanh nghiệp sữa truyền thống. Và khi mà cái xu hướng tiêu dùng các sản phẩm sữa tăng lên thì rõ ràng ngành sữa nó trở nên hấp dẫn. Và đây là một ngành theo Huy đánh giá nó không có quá nhiều rào cản gia nhập, thì rõ ràng Vinamilk việc mở rộng thị phần tại các cái thị trường quốc tế nó vẫn khá là khó khăn. Và ở thời điểm hiện tại thì cái câu chuyện tăng trưởng của nó không quá là hấp dẫn để mà quý anh chị xuống tiền để đầu tư vào doanh nghiệp. Thì như Linh nói thì chúng ta chỉ có thể kỳ vọng là đây là một cổ phiếu nó ở mức đáy và nó ở khôi phục, nó có một sự khôi phục trong tương lai. Mức lời chúng ta kỳ vọng sẽ không quá cao và rõ ràng nó sẽ không hấp dẫn bằng những cổ phiếu nó đang theo trend như là các cổ phiếu nhiệt điện, bất động sản hay xây dựng. Và đó là những thông tin mà Huy và Linh chia sẻ cho quý anh chị về Vinamilk. Tất nhiên đây chỉ là những cái quan điểm cá nhân dựa trên những số liệu, những báo cáo mà chúng tôi thu thập được từ các công ty chứng khoán, từ doanh nghiệp và từ các tổ chức nghiên cứu. Và đây cũng là những cái chia sẻ, không phải là những cái lời khuyên đầu tư. Hy vọng nó giúp ích được cho quý anh chị trên bước đường đầu tư của mình, để quý anh chị có một cái quyết định đúng đắn trước khi đưa ra cái quyết định xuống tiền mua một cổ phiếu nào đó. Và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng với quý anh chị trên bước đường đầu tư của mình. Nếu quý anh chị thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, một subscribe và đừng quên ủng hộ và góp ý để chúng tôi hoàn thiện những video tiếp theo tốt hơn. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.